ly như vậy là chỉ có 10.000 thôi nha các bạn. Có uống trà đậu, trà đậu, trà đậu cá đâu. Nó chung ghế bên đó chung luôn á. À bên kia chung hết em. Dạ dạ. Bên ghế nó chung. Rồi, hôm nay ngày đầu tiên khai trương nên đông lắm các bạn. Mình dắt theo cả nhà, mấy đứa nhỏ là sushi, suka rồi đầy đủ hết nè. Rồi sắp làm sao? Thôi 4 ly. 4 ly. Chúc anh bán đắt nha. Dạ cảm ơn nhiều. Xong đó. Đây cũng có bán bánh tráng trộn nữa nè các bạn. Đây là cơm cháy kho quẹt. Hôm nay ngày mới ngày đầu khai trương nên rất là đông các bạn. Đông dữ lắm. Bò bít tết, bò bít tết, xúc xích nướng. Bán nay bán đắt quá hết nè các bạn. Ngày đầu tiên hết luôn hả chị hả? Còn cây à hả? Mà ngày đầu bán đắt phải không? Ngày đầu bán rất là đắt các bạn. Khai trương bán đắt quá hả chị hả? Ủa chị ra bán là mấy giờ? 6 giờ hả chị hả? 6 giờ, giờ này mới có 8 mấy à? Em ơi bán cũng vậy luôn nha. Còn bên đây là gian hàng bánh, chè. Giờ tại mình mua còn có một cây rồi cho nên là 4 đứa phải chia ra ăn nha. Ăn được không? Rồi đi tiếp nè mấy nhỏ ơi. Giờ em 5 giờ là đã người ta đã kéo ra à. Rồi bữa nay ngày khai trương nên là rất là đắt, gian hàng nào cũng hết. Dây gì đây là quán chè cô tơ, đây là chè đậu, chè bắp. Còn đây là chẹo đỏ hả chị hả? Ở bên trong là có ghế ngồi nha các bạn. Ủa ăn xong hết chưa? Hôm nay mới là ngày đầu tiên rồi các bạn nên là cái chợ nó hơi nhộn nhịp ha, nhưng mà người ta bán rất là đắt. Bên đây là gian hàng đá tiết, đông nghẹt luôn các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phô mai. Mấy gian hàng ở đây là cũng về sớm nè các bạn. Ngày đầu tiên là bán đắt hàng nên về sớm. Ở bên trong thì cũng có hàng ghế để cho khách ngồi ha. Đây cửa hàng này bán gì em? Ai cửa hàng em bán gì? Em bán chè. Chè hả? Chè 13, chè 13 bán hết rồi hả? Trời ơi, anh cũng muốn ăn chè 13 luôn. À đúng rồi, chè thập tam muội á. Vậy ngày mai hẹn gặp ngày mai á. Rồi. Đây là cái gian hàng này có món chè rất là độc nha các bạn. Đây là chè 13 ha. À, rất là nhiều món. Có gì các bạn ghé ủng hộ nha. Quay 13 luôn hả? Quay 13 luôn. À, con số 13 nè. À. Bên đây bán cái gì vậy? Đây là bán trà sữa. Rồi gặp nhưng mà coi kênh tên gì, nhớ kênh không? Kênh tên gì? Trà sữa. Thôi uống trà đào cũng được các em. Yến nhà nuôi khai tiếng tự nhiên. Yến tự nhiên của nhà. Đây là quầy số 12 nha các bạn. Ở đây giờ mình sẽ ghé mình mua một ly trà giam nãy quên trà gì quên rồi. Một ly trà trái cây 4 mùa các bạn. Quầy số 12 nha các bạn. Các bạn nào ở Bến Tre thì mình có dịp mình sẽ ra đây mình uống trà nha. Món đà, món rất là độc á. Tới 29 hả? Đúng em, tới 29 là hết phải không? Mở xuyên suốt á hả? À. Nhưng mà ngày đầu bán đắt phải không? Không có, nhưng mà ngày khai trương là phải đắt rồi phải không? Ủa trà bốn mùa hả? Trà bốn mùa. Trái cây bốn mùa là có gì gì em? Dạ có sốt trái cây. Tại em làm. Sốt trái cây hả? Cái này là trên dây nè. Dạ trên dây táo thôi. Cái này là cam. Cái này là đào nè. Táo. Cái này làm xong rồi sáu. Em còn cái này giống như là cái hạt phô mai đó. Giống như dạ cái đó là bút chì trứng hết chị. Vậy luôn hả? Đây bây giờ mình sẽ xem bạn này làm một cái ly trà trái cây bốn mùa nha các bạn. Vậy là bốn loại. Vậy là bốn loại trái cây. Đúng rồi, bán là bán gì cái tăng đúng không? Đúng rồi. Hôm nay là phố ẩm thực của Bến Tre mình là gian hàng nào cũng vui các bạn, tại vì gian hàng nào bán cũng đắt. Không sao.
Sẽ đi tiếp nha các bạn. Đi tiếp mình xem thử coi gian hàng ai bên đây là bánh su. Nè, bánh su nè, mối của thằng Lâm nè. Chứ con thích ăn cái gì? Ăn cái gì? Đâu rồi con ăn cái gì? Ăn nè đâu? Cái bánh táo. Đâu cũng ăn nào. Bánh nó bánh gì con biết bánh gì không? Hả? À, không biết sao rồi, con đòi bánh gì vậy? Đây là có bán đậu phộng với cơm trái ha. Mà sao thấy đây có để bánh su kem mà hết. Vậy là bữa nay bán đắt quá à, hả? Rồi, ngày mai có dành lại sớm nha. Rồi. Rồi, tụi mình sẽ đi tiếp nha các bạn. Cái món này có con thử rồi. Bây giờ là hàng nào cũng hết đó các bạn. Tại vì là ngày đầu tiên khai trương nên rất là đắt ha. Đây là gian hàng này là thấy hải sản không các bạn, có ghẹ, có tôm. Có ghẹ, có tôm nè. Nhìn cũng rất là hấp dẫn nè các bạn. Tôm, ghẹ. Nhẹ nhẹ này 25 nè. 25 ngàn con. Tới cái gian hàng này nhìn là cảm thấy mát mẻ nhất nè các bạn. Xin tâm tổng thấy không? Xin tố. Đó, trái cây xin tố rồi nè các bạn. Không ăn trái cây. Điều ra để phụ hả chị? Không ăn trái cây. Này là sinh tố các bạn à, có mít rồi nè. Đó. Tới mùa này là trời nóng nực là nhìn thấy trái cây này rất là hấp dẫn các bạn. Đây là gian hàng sinh tố. Bây giờ tụi mình đã đi hết bên một bên rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua tới bên một cái hàng thứ hai á, qua bên đường. Chiên giòn nè các bạn. Hả?
Hết chiên giòn hả? Hết rồi. Hết rồi. Thầy thấy còn như xào lăng không ạ? Còn đây là giống như là khách chữ quá. Bán mấy cái đồng đồ lưu niệm. Đây là bán hàng lưu niệm nè các bạn. Thư pháp. Dễ thư pháp ha anh hả? Biểu giấy thể hiện hết được cái thư pháp. Cái này của em đã hạn chế mất. Quẹt nha các bạn. Anh này anh quay lên YouTube á. Đây, anh thử đi. Hả? Em thử đi em. Thử, thử sao? Này là cái gì? Cái này là mẹ làm, Kho quẹt mẹ làm hả? À. À. Là ăn là chuối ăn với kho quẹt. Mới đầu nhìn nói tưởng là kho quẹt mà để mình ăn với cơm cháy chứ. Vậy là kho quẹt. Nhưng mà kho quẹt này khác hả em hả? Vậy tính ra cái phố ẩm thực Bến Tre của mình cũng nhiều món đa dạng quá. Mua gì em? Xào lắc hả? Tại giờ mới ăn cơm no quá không ăn nổi. Các bạn có ghé đây thì các bạn hãy ghé ủng hộ ăn thử cái món này nha các bạn. Cái món này cũng lạ nè. Chuối chấm với kho quẹt nha các bạn. Đây là chuối già. Chuối già chấm kho quẹt nha. Rồi chào em nha. Rồi. Bên đây là bắp xào các bạn. Bắp xào ha. Tính ra cái Bến Tre của mình, cái phố ẩm thực của Bến Tre của mình cũng nhiều món cũng đa dạng lắm các bạn. Nhiều món cũng là lạ. Mình hồi nào giờ cũng mới vừa thấy cái món mà chuối già mà chấm với kho quẹt á. Bên này bánh lăng ha. Trà bí đao. Ở đây hồi nãy là nhóm này chơi nhạc nè các bạn. Mà giờ là chắc về rồi. Cả từ nãy giờ là